xin kính chào quý vị. Nam Phương rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của bản tin chuyên biệt về tài chính, công nghệ và bất động sản tại Việt Nam trên kênh Mây TV. Trước khi đến với phần tin chi tiết, hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Triển khai cao tốc 36.000 tỷ kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước. Đây là công trình quan trọng kết nối giao thông cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bất động sản Thanh Hóa lại sốt sình sịch. Tỉnh cảnh báo người dân đề cao cảnh giác với các hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông. Lan đột biến đổ bể, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hòa Bình cảnh báo kiểm soát chặt cho vay. Các ngân hàng chỉ đạo phòng, ban kiểm tra, rà soát lại các hợp đồng tín dụng của các hộ sản xuất, kinh doanh. Hyundai và Uber hợp tác để cung cấp ô tô điện ở châu Âu. Hyundai đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất xe ô tô điện EV lớn thứ 3 thế giới với doanh số bán hơn 670.000 xe vào năm 2025. Mở đầu với thông tin, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản trình Thủ tướng xem xét, chấp thuận việc giao chính quyền tỉnh Bình Phước chủ trì và là cơ quan hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách trung ương để triển khai dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu 1, Trơn Thành. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu 1, Trơn Thành có kinh phí dự kiến hơn 36.000 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Dự án dài 70 km, rộng 60 m bắt đầu từ Trơn Thành, Bình Phước đến nút giao Gò Dưa, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đoạn đi qua thành phố Hồ Chí Minh, nút giao Gò Dưa vành đai 2 đến giáp danh tỉnh Bình Dương có kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng. Đoạn Bình Dương dài 57 km có kinh phí 30.000 tỷ đồng với 28 km đi trên cao, 29 km đi dưới đất và 10 cầu vượt. Đoạn còn lại đi qua tỉnh Bình Phước dài 11,5 km, kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng. Cao tốc này được đánh giá là công trình quan trọng kết nối giao thông giữa các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việt Nam hiện là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, với tỷ lệ dân số sống ở khu vực đô thị ngày càng tăng. Trong 3 thập kỷ gần nhất, số lượng các đô thị ở Việt Nam tăng vọt từ 480 lên 830 đô thị, tức là trung bình mỗi năm có hơn 10 đô thị mới được hình thành. Số lượng các đô thị của Việt Nam trong 3 thập kỷ gần đây tăng vọt từ 480 năm 1986 lên 830 đô thị năm 2019. Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, mức độ đô thị hóa của Việt Nam tới năm 2045 dự đoán sẽ đạt 51,1%. Các đô thị chính là động lực cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam khi đóng góp khoảng 70% tổng GDP. Tuy nhiên, sự lan nhanh thiếu kiểm soát của các đô thị khiến nảy sinh các vấn đề như bất bình đẳng thu nhập, thiếu hụt hạ tầng và dịch vụ cơ bản, các vấn đề về sức khỏe do ô nhiễm và đại dịch cũng như suy thoái môi trường. Chính phủ Thụy Sĩ vừa tài trợ không hoàn lại dự án tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam. Dự án được triển khai trong giai đoạn 5 năm, từ 2020 đến 2025, với tổng kinh phí là 4,25 triệu franc. Các đơn vị triển khai là Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng, Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn. Theo công văn, cần nêu rõ số lượng, địa chỉ cụ thể, hiện trạng, phân loại và xếp theo từng nhóm, hình thức sở hữu, đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới, đề xuất danh mục biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954, cần bảo trì, cải tạo, chỉnh trang, bảo tồn giai đoạn 2021-2025. Trước đó, cuối năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành danh mục 1.253 nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý sử dụng theo quy chế quản lý sử dụng nhà biệt thự cũ, được xây dựng từ những năm trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong danh sách có 352 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, 100 biệt thự thuộc sở hữu của các tổ chức, 301 biệt thự thuộc sở hữu tư nhân và 500 biệt thự đan xen sở hữu. Các biệt thự cũ này tập trung chủ yếu tại 5 quận, gồm Ba Đình 428 biệt thự, Hoàn Kiếm 527 biệt thự, Hai Bà Trưng 270 biệt thự, Tây Hồ 14 biệt thự, Đống Đa 14 biệt thự. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết một số nhà đầu tư, môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin về quy hoạch, nâng cấp hạ tầng và việc triển khai các dự án lớn, trọng điểm để tung tin đồn thổi nhằm trục lợi. Tình trạng này tập trung chủ yếu tại thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh.
Nhằm tránh hiện tượng bong bóng, sốt ảo, đầu cơ đẩy giá, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm. Các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua nhà ở thương mại, đất nền tại các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được cảnh báo trước khi thực hiện giao dịch, cần tìm hiểu kỹ, đầy đủ các quy định của pháp luật, thông tin, hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án, chủ đầu tư, đề cao cảnh giác với các hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông. Một thông tin quốc tế đáng chú ý cũng liên quan đến vấn đề bất động sản. Tại Hàn Quốc, tình hình đầu cơ bất động sản đang trở thành thách thức nghiêm trọng thời gian gần đây. Chính phủ Hàn Quốc đang có rất nhiều chính sách nhằm hạ nhiệt và xử lý các nhà đầu cơ bất động sản. Hàn Quốc quyết định tăng thuế bất động sản tổng hợp, loại thuế riêng dành cho cá nhân hay công ty sở hữu nhiều nhà đất một lúc lên 6%, mức cao kỷ lục. Với người sở hữu 2 ngôi nhà trở lên thì con số này là 20%, với 3 nhà là 30% và cứ thế tăng dần. Đặc biệt, Hàn Quốc còn đánh thuế thu nhập trên lợi nhuận có được từ chuyển nhượng, giao dịch bất động sản. Với những người sở hữu nhà dưới 1 năm thì mức thuế này sẽ là 70%, dưới 2 năm sẽ là 60%. Với hàng loạt những khoản thuế trên, Hàn Quốc kỳ vọng sẽ giảm nhẹ được phần nào nạn đầu cơ nhà đất sau đại dịch Covid-19. Thậm chí, Hàn Quốc đã nâng mức tiền thưởng tố cáo các hoạt động đầu cơ, giao dịch bất động sản bất hợp pháp từ 10 triệu won, 8.816 USD, lên 1 tỷ won, 881.667 USD, đồng thời mở rộng các tội danh và khung hình phạt cho việc đầu cơ nhà đất. Tiếp nối chương trình là chùm tin vắn vừa được cập nhật. Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank vừa chính thức ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng liên kết với hai hãng thẻ là Sacombank Vietnam Airlines Visa Signature và Sacombank Vietnam Airlines Visa Platinum dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc với những đặc quyền ưu đãi vượt trội. Cụ thể, hai loại thẻ này mang đến những quyền lợi đặc biệt như gói bảo hiểm du lịch toàn cầu, miễn phí chuyển đổi ngoại tệ, hoàn phí thường niên cùng các điều kiện đi kèm, tích lũy dặm thưởng Lotus Miles khi chi tiêu, nâng hạng thẻ Titan bông sen vàng và chiết khấu đổi dặm, miễn phí nâng hạng, duy trì hạng thẻ Titan bông sen vàng, nhận các mã giảm giá khi đổi dặm trả thưởng của Vietnam Airlines đối với các chuyến bay nội địa. Chỉ số VN Index giảm nhẹ nhưng lượng tiền vẫn ồ ạt đổ vào chứng khoán, kéo thanh khoản tiếp tục phá kỷ lục với tổng giá trị giao dịch ba sàn đạt trên 29.000 tỷ đồng vào hôm qua. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13 tháng 4, toàn bộ thanh khoản trên 3 sàn phiên này đạt hơn 29.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khớp lệnh đạt 26.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại mua dòng 180 tỷ đồng với các mã blue chip như VIC, MSN, NVL. Công ty chứng khoán MB, MBS cho rằng VN Index sẽ giữ dao động trong vùng 1.230 điểm đến 1.250 điểm. Trong khi đó, công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, SHS, nhận định VN Index có thể giằng co và rung lắc mạnh quãng ngưỡng 1.250 điểm. Các cơ quan y tế Liên bang Mỹ vừa khuyến cáo tạm ngừng sử dụng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng Johnson & Johnson vì lý do thận trọng. Trong bối cảnh Mỹ đang điều tra mối liên hệ có thể có giữa việc tiêm vaccine này với tình trạng hình thành huyết khối của người được tiêm phòng, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC đang tiến hành đánh giá những dấu hiệu đáng lưu ý tiềm tàng trong 6 ca tiêm phòng có xuất hiện huyết khối. Trong khi chờ tiến trình này hoàn tất, FDA khuyến cáo tạm ngừng tiêm vaccine của Johnson & Johnson. Hãng sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc Hyundai vừa thông báo sẽ hợp tác với hãng gọi xe công nghệ của Mỹ Uber để cung cấp ô tô điện EV ở châu Âu. Chi nhánh Hyundai tại châu Âu cho biết, mối quan hệ hợp tác chiến lược trên sẽ thúc đẩy việc chấp nhận xe EV và mở rộng cơ sở hạ tầng sạc cho xe ô tô điện tại Pháp, Anh và Hà Lan. Cụ thể, Hyundai sẽ cung cấp hàng nghìn ô tô điện EV mẫu Ioniq và Kona cho các lái xe Uber tại châu Âu với mức giá chiết khấu. Hyundai đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất xe ô tô điện EV lớn thứ ba thế giới với doanh số bán hơn 670.000 xe vào năm 2025. Uber đặt mục tiêu 50% tổng số km mà các lái xe của hãng di chuyển tại 7 thành phố thủ đô của châu Âu, gồm có Amsterdam, Berlin, Brussels, Lisbon, London, Madrid và Paris sẽ được thực hiện bằng ô tô điện. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị đến với những thông tin nổi bật trên các trang báo vừa được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, sự sôi động của thị trường bất động sản, trái phiếu, chứng khoán trong nước thời gian qua có thể tiềm ẩn rủi ro với hoạt động ngân hàng. Hôm nay ngày 14 tháng 4, báo điện tử Tiền Phong có bài
từ đầu năm, bao nhiêu tiền đã đổ vào chứng khoán, bất động sản? Đến hết quý 1 năm 2021, dư nợ đầu tư vào chứng khoán khoảng 45.300 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng vào bất động sản khoảng 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 3%, cao hơn mức tăng tín dụng bình quân các ngành kinh tế. Sự sôi động của thị trường bất động sản, trái phiếu, chứng khoán trong nước thời gian qua có thể tiềm ẩn rủi ro với hoạt động ngân hàng. Thưa quý vị, trên báo Lao động có bài Lan đột biến đổ bể, Ngân hàng Nhà nước cảnh báo kiểm soát chặt cho vay. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình vừa có công văn số gửi các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn về việc chấn chỉnh hoạt động cho vay các giao dịch có nguy cơ rủi ro cao, trong đó có các giao dịch liên quan đến lan đột biến. Các ngân hàng chỉ đạo các phòng, ban nghiệp kiểm tra, rà soát lại các hợp đồng tín dụng của các hộ sản xuất, kinh doanh, tập trung vào địa bàn đang có phong trào trồng hoa lan và các giao dịch mua bán hoa lan đột biến gen. Phát hiện kịp thời khách hàng sử dụng vốn vay đầu tư vào lĩnh vực này để cảnh báo rủi ro có thể xảy ra đối với khách hàng. Kiểm soát chặt chẽ các dự án vay vốn mới, trong quá trình thẩm định phải phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, tổ dân phố, thôn xóm để nắm bắt thông tin cơ bản của dự án và chủ dự án, thận trọng khi đầu tư vốn vào các dự án nêu trên. Thưa quý vị, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tăng mạnh nhờ những tín hiệu tích cực của cổ phiếu VIC trên sàn chứng khoán. Liên quan đến số tài sản của người giàu nhất Việt Nam, tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam có bài Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể là top 50 người giàu nhất trên thế giới nếu VinFast thực hiện IPO tại Mỹ. Nếu VinFast thực hiện IPO và niêm yết cổ phiếu thành công tại thị trường Mỹ, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể tăng thêm 23 tỷ USD lên mức 32 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ 50 thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chuyên biệt về tài chính công nghệ và bất động sản tại Việt Nam trên kênh Mây TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Hãy đăng ký kênh ngay để nhận được những thông tin kinh tế hữu ích, thiết thực nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.